ngày 20 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo đã thành lập 3 đơn vị quân sự mới nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho các tỉnh giáp biên giới với Ukraine. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Điều phối An ninh quân sự tại các địa phương giáp biên giới mới được thành lập hôm 15 tháng 8. Cụ thể, Bộ trưởng Belousov cho biết những đơn vị này sẽ được đặt tên tương ứng với tỉnh phụ trách bảo vệ là Belgorod, Bryansk và Kursk. Bộ trưởng Belousov nhấn mạnh nhiệm vụ của những đơn vị này là bảo vệ người dân địa phương và bảo vệ lãnh thổ Nga trước các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và phương tiện tấn công khác. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, tại cuộc họp này, Bộ trưởng Belousov cũng đã bổ nhiệm một số quan chức phụ trách an ninh biên giới. Hôm 15 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập Hội đồng Điều phối bảo vệ an ninh ở 3 tỉnh biên giới nói trên, với thành viên gồm lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và người đứng đầu 3 tỉnh này. Người đứng đầu hội đồng là Bộ trưởng Quốc phòng. Cùng ngày, hãng tin tác dẫn thông báo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết đã có hơn 122.000 người dân thực hiện lệnh sơ tán của chính quyền địa phương ở Kursk, nơi quân đội Ukraine đã bất ngờ phát động chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga từ hôm 6 tháng 8.